So we're making pastries. Làm bánh gà, bánh gà. What do you do? Oh, this dough. Amy, say hi. Amy. Amy, say hi again. Yeah. Excuse me. What are you doing today, Amy? Amy, what you do? Come on. Bây giờ tao dơ vậy? Look, there's some left on here. What are you doing? Ủa, con lấy cái con cà cà cái mặt con luôn, thế đẹp. Okay, okay, the third one is gonna. Yeah, I think we're gonna cut it. Yeah, the leg. Yeah, hơi tốn kém không? Lạnh nó, nãy ra lạnh nó. Let me stop you putting it everywhere. Okay, okay, okay. So what the ingredient you do? So there's these pepperoni. Quay về ăn đồ với nước chợ. This chưa đâu ngày mai em mặc đồ đi đi nấu luôn. Oh wait, wrong one. Vàng đồ đeo đồ. Oh, this shred mozzarella cheese. That's the same. That's another tomato sauce. Yeah, to put on the top maybe. Yeah. I'm making it really good. The crust, right? Is that the crust? Yes. I'm making it really good. Put that there, 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 there. Okay. Wait a minute. Super soft. Ông đen dữ lắm. Thank you. Me too. Yeah. Okay. Okay. Well, I'm gonna get another one. Okay, but the third one, but when they cut them. Okay. Okay, so perfect. Okay. Perfect. Can you extra? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yeah, you can just. What? You know, you cut it for yum. Boy, you know how to do it. I forgot. We're doing a pastry today. Mm-hmm. The third one, but the third. Thôi mình làm nhỏ nhỏ thôi nha. No. Cái này làm cắt làm đôi đi. Cắt làm ba đi. Coi nhỏ quá không? Có nhân gì cho bự lắm á. Ờ thì vậy thôi làm ba đi. Ờ. Yeah, because it's gonna be. So they can do different stuff. Yeah. You can invent. Right. Invent more food. Cái này nướng mẹ hả Tì ha? Yeah, it's so fast. Do we need a fork or something? No, me fork. There's a fork right here. Bobby sa. Mhm. Dạ, bỏ đồ ngọt. Yeah. Tự nó làm mỗi thứ theo ý nào. Đó. À, bánh đa nghe, Brian, cái này xin được bánh đa nghe Brian. Take it out like pieces. It's in there. Okay, so this is two for you, but make sure you kind of make it your. You like you pull it out a little more. Yeah, you pull it out, see? It's getting bigger. Wow, but yours big. Pull it out. Mine thing is like this. Okay, so. Để kéo tay. Cách cho nó bằng hơn. Để kéo tay. Để kéo tay. Yeah, you don't have to make them that big, but. Is that good? Yeah, but it have to be same size this now, okay? Mm-hmm. I got you now. Yeah, size. Both have to be same size. Mm-hmm. So you cover it up. Mm-hmm. Okay, I want to put right. Stuff in it. Pour the other one first. Pour it out too. Yeah, hai cái là the same size. Hai cái cho nó làm same size. Pour more out. Oh. Uh-huh. What? Can you get the phương mấy cái ấy đồ apple sauce đồ phương? I think this is kind of big. I know, huh? I think I cut it too big. Được rồi. Được rồi mày, ok. Thang máy không bỏ nhưng mà. Cuốn lại hả? Để lên, nó ép lên. Xong rồi mày ấn cái kia lại ha. Mày lấy cái đĩa. Nó sẽ dính, dính, dính nào chung quanh. Giống như kiểu tàu làm gì. Làm cái đâm lưng á. Ờ, hả? Nó hát cảo á. Ờ, đúng đúng. Nó hát cảo.
What you want? Cheese. Cheese, okay. Cheese. Open it up. Đó, ấn xuống kìa. Đó. Đang mát. Thành nướng lên cái hồi nó vàng lên nè. Nướng mau lắm, cái này nướng mau. Cái này tôi bỏ trong oven cũng được phải không? Oven thường á. Dạ. Không được, không đủ phải không? Nhỏ quá. Ủa hồi nãy tướng làm gì? Bỏ gì đâu? Bỏ trên. Ồ, nó là lòng trắng chứ không lấy cái này nữa, cái này đâu đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng. Hả? Đúng rồi, giờ I think it's okay. Không lấy màu đỏ. Giờ lấy đỏ đại đi kệ bà đi. Dạ, dạ. Nó cái này nó làm đỏ lên cái bánh. Đúng, đúng. Thì bán lấy cái tầm đỏ, bỏ tầm trắng. Vậy là Brian không có ép ăn rồi. Cô Ti dùng rồi. No scramble egg for you. Bỏ lấy trong đỏ, bỏ trong trắng không? À hả, sao con... Mấy chung luôn kệ. Thường thường đây là... Thôi nó phải nướng cái nó đỏ lên bánh hơn. Bỏ cái trong đỏ này. What you put inside? Đỏ luôn à. She only put cheese. No pepperoni? Oh yeah, I forgot to cut the... Ấn lửa mày, ấn lửa xung quanh nè hả? More, a little, yeah. Cái gì mình lấy này ra, mình bỏ cái này vô trong trên này đi nha. Lấy này, giờ lấy này ra, bỏ ở đâu đây, để mình lấy. This is my fancy one. What's inside though? I didn't even know. Cheese and garlic, the one that you like. Oh, where's your garlic? I didn't see it. No, you cut it? No, it's over there. Oh, okay. Yeah. All right, so, Amy? We hope you subscribe, like, and share. Bye!